chúng ta sẽ cùng nhau đến với một khái niệm hoàn toàn mới, đó là mặt phẳng tọa độ. Vậy thì mặt phẳng tọa độ là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 La Mã, mặt phẳng tọa độ. Ở đây cô vẽ hai cái đường thẳng vuông góc với nhau. Trên mặt phẳng bảng này, cô vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau như thế này. Sau đó thì cô đánh mũi tên vào hai đường thẳng đó. Một cái đường thẳng thẳng đứng thì cô sẽ đánh mũi tên ở phía lên trên. Còn cái đường thẳng nằm ngang thì cô sẽ đánh mũi tên về phía sang bên phải. Sau đó thì cô gọi giao điểm của hai đường thẳng này là điểm O. Cô sẽ ký hiệu điểm X vào cái mũi tên bên phải này, điểm Y cô sẽ ký hiệu vào mũi tên bên trên. Như vậy là chúng ta sẽ có hai tia vuông góc với nhau, cắt nhau tại điểm O. Thế nhá. Bây giờ cô sẽ đi làm một việc, đấy là cô sẽ chia các cái đường thẳng ra thành các điểm bằng nhau, thành các cái đoạn thẳng nhỏ có độ dài bằng nhau. Chẳng hạn như trên cái trục OX này, cô sẽ chia thành các đoạn thẳng nhỏ nhỏ như thế này mà nó có độ dài bằng nhau các bạn nhé. Trên OI cũng như vậy, cô sẽ chia cái đường thẳng OI này thành các cái đoạn thẳng nhỏ có độ dài bằng nhau. Bây giờ thì cô sẽ điền số vào các cái đường thẳng này. Thì người ta quy ước như sau. Cái điểm O này này thì nó chính là tương ứng với số 0. Tiếp theo số 0 sẽ là số 1. Cô sẽ điền vào cái điểm này. Tiếp theo số 1 là số 2, số 3, số 4, số 5, vân vân. Tức là cái đường thẳng thì nó sẽ kéo dài đến vô tận, đúng không nào? Nhưng mà vì cái bảng của chúng ta nó chỉ có giới hạn thôi, nên cô chỉ điền đến số 5 thôi. Thì chúng ta vẫn hiểu là cái đường thẳng này thực ra nó sẽ kéo dài đến vô tận cơ. Tương tự như vậy này, nếu như bên phải số 0 là các số dương như thế này, thì bên trái số 0 chắc chắn sẽ là các số âm rồi. Như vậy đằng này sẽ là âm 1, âm 2, âm 3, và đây là điểm âm 4. Đấy. Các cái điểm mà cô vừa chia lúc nãy, nó sẽ chính là các cái điểm 1, 2, 3, 4, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, vân vân. Tương tự, trục OI cũng thế. Trục OI thì mình sẽ quy ước là từ O hất lên trên sẽ là những cái số dương, còn từ O mà hất xuống dưới thì sẽ là số âm. Từ O hất lên trên này, chỗ này là 1 này, đây là số 2 này, điểm này là số 3 này, điểm này là số 4 này. Tương tự, ở dưới cũng thế. Nó sẽ gồm những số âm này, âm 1, âm 2, âm 3, vân vân. Cái đường thẳng này của cô, đường thẳng thẳng đứng cũng là một đường thẳng dài vô tận và nó có vô vàn những cái điểm như thế này. Nhưng vì cái mặt phẳng bảng của chúng ta là có giới hạn nên cô chỉ điền đến số 4 hay số âm 3 thôi. Thì chúng ta phải tự hiểu là cái đường thẳng này của cô sẽ là dài vô tận các bạn nhé. Như vậy thì nó sẽ có vô hạn điểm ở trục này này và vô hạn điểm ở trục dọc nữa. Và một cái trục như thế này, hai cái đường thẳng cắt nhau và có những cái điểm như thế này, người ta gọi đó là hệ trục tọa độ. Đây được gọi là hệ trục tọa độ này. Trục OX người ta gọi đấy là trục hoành. Trục OI người ta gọi đấy là trục tung. Điểm O của chúng ta, điểm O này này, người ta gọi đấy là gốc tọa độ. Cả cái hệ trục này người ta gọi đấy là hệ trục tọa độ OXY. Và cái mặt phẳng mà chứa cái hệ trục này người ta gọi đấy là mặt phẳng tọa độ. Đấy. Như vậy đầu tiên cái bảng của chúng ta mà chưa có cái hệ trục này thì nó chỉ gọi là cái bảng thôi, gọi là một cái mặt phẳng thôi. Nhưng khi cái bảng này đã vẽ một cái hệ trục tọa độ rồi thì nó không còn là mặt phẳng không nữa, mà nó sẽ là mặt phẳng tọa độ các bạn nhé. Như vậy mặt phẳng tọa độ thực chất là một mặt phẳng, nhưng chúng ta đã vẽ thêm một cái hệ trục tọa độ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu rằng là mặt phẳng tọa độ thì có ích gì, vì sao người ta lại phải dùng đến cái mặt phẳng tọa độ này. Thì cô sẽ trả lời như sau này. Cái mặt phẳng tọa độ thì rất là quan trọng trong toán học cũng như là trong thực tế. Nó dùng để xác định những cái vị trí của các điểm. Chẳng hạn như ở đây cô có một cái mặt phẳng tọa độ này. Cô có mặt phẳng bảng, sau đó cô vẽ thêm cái hệ trục tọa độ vào, nó sẽ trở thành một cái mặt phẳng tọa độ. Thì bây giờ giả sử như cô chấm bừa lên bảng một cái điểm A nào đó. Cô chấm bừa lên bảng một cái điểm A. Thì để xác định được cái điểm A này, nếu mà chúng ta nhìn từ xa ấy, chúng ta rất là khó để phân biệt được nó đang nằm ở vị trí nào. Tức là rất là khó phân biệt được cái vị trí chính xác của nó. Nhưng khi chúng ta dùng cái hệ trục tọa độ này thì chúng ta có thể xác định được chính xác vị trí của nó bằng cách như sau này. Từ cái điểm A của chúng ta sẽ gióng vuông góc tới từng hệ trục một. Từ đây này, đầu tiên cô sẽ gióng vuông góc với trục OX. Đấy, chúng ta sẽ thấy là sau khi gióng vuông góc thì nó rơi vào đúng điểm A này. Tiếp tục từ cái điểm này cô lại gióng vuông góc với trục OI. Thì thấy rằng sau khi gióng vuông góc với trục OI nó rơi vào đúng cái điểm số 2.
Như vậy điểm A của chúng ta, người ta sẽ nói rằng điểm A sẽ có tọa độ là 3, 2. Đây là tọa độ của một điểm các bạn nhé, tọa độ của điểm A. Tọa độ của một điểm thì người ta sẽ viết là đóng mở ngoặc này, sau đó người ta viết hoành độ và viết tung độ. Hoành độ tức là cái giá trị x tương ứng khi chúng ta gióng vuông góc, còn tung độ là giá trị y tương ứng. Bởi vì vừa nãy chúng ta đã vừa ký hiệu trục OX là trục hoành rồi, trục OY là trục tung rồi, thì cái điểm tương ứng nhé, cái điểm tương ứng người ta gọi là hoành độ, cái điểm tương ứng trên trục tung người ta gọi đấy là tung độ. Các bạn nhớ giúp cô này. Bây giờ cô sẽ lấy thêm một vài ví dụ nữa để chúng ta dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như cô lấy điểm này, đây là điểm B chẳng hạn. Hỏi rằng tọa độ của điểm B là bao nhiêu? Thì bây giờ để xác định được tọa độ điểm B thì chúng ta sẽ làm bằng cách là từ cái điểm này chúng ta gióng vuông góc xuống trục hoành, rồi lại gióng vuông góc lên trục tung. Đầu tiên cô gióng vuông góc xuống trục hoành này, chúng ta thấy rằng nó sẽ rơi đúng vào điểm âm 2. Đấy, như vậy điểm B của chúng ta nhá, mở ngoặc này, hoành độ chắc chắn là âm 2 rồi. Tiếp theo tung độ này, chúng ta sẽ gióng vuông góc lên trục tung, tức là trục OY. Chúng ta thấy rằng nó sẽ rơi vào đúng cái điểm 3. Như vậy tung độ của điểm B chính là bằng 3. Chúng ta sẽ viết là B có tọa độ âm 2, 3. Tổng quát lên nhé, tổng quát này. Tổng quát thì một điểm M bất kỳ nằm trên mặt phẳng thì bao giờ chúng ta cũng xác định được cái tọa độ chính xác của nó, tức là cái vị trí chính xác của nó bằng cách là dùng hai cái thông số x và y. X được gọi là hoành độ, y được gọi là tung độ. Bằng cái cách này thì người ta có thể dễ dàng xác định được chính xác vị trí điểm đó đang nằm ở đâu. Tiếp theo cô sẽ lấy một vài ví dụ nữa như sau này. Chẳng hạn như điểm C, cô lấy ở đây. Và người ta yêu cầu chúng ta là đi xác định tọa độ của điểm C này. Thì bây giờ cô sẽ làm như sau. Cô phải đi tìm hoành độ và tung độ của điểm C, đúng không nào? Cô tìm hoành độ bằng cách là cô gióng vuông góc lên trục này. Gióng vuông góc lên trục này. Nó sẽ rơi vào đúng điểm 2 này. Như vậy điểm C của chúng ta này, cứ mở ngoặc ra đã, x của chúng ta bằng 2. Tiếp theo, để tìm được cái y, tìm được tung độ ấy, thì chúng ta phải gióng lên trục tung, gióng lên trục OY nhá. Gióng vuông góc thì nó sẽ rơi vào cái điểm âm 2. Như vậy C của chúng ta sẽ có tọa độ là 2 và âm 2. Một ví dụ nữa, điểm D. Điểm D của cô như thế này. Bây giờ xác định tọa độ của D như thế nào? Thì rõ ràng là điểm D cũng sẽ có cái tọa độ là hoành độ và tung độ, đúng không? Chúng ta cứ viết thế này trước này. Hoành độ là bao nhiêu thì chúng ta sẽ gióng từ điểm D gióng lên trục hoành. Gióng lên trục hoành, tức là gióng lên trục OX nhá. Nó sẽ rơi vào đúng điểm 4 này. Như vậy chúng ta xác định được X của nó bằng 4. Tiếp theo, để xác định được tung độ thì chúng ta sẽ gióng lên trục tung. Như vậy thì chúng ta thấy là tung độ của điểm D sẽ bằng âm 2. Âm 2, viết vào đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử cái nữa nhé. Điểm E nào. Điểm E nằm ở đây. Như vậy thì để xác định được tọa độ điểm E thì cô sẽ làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta gióng lên trục hoành, và thứ hai là gióng lên trục tung. Điểm E gióng lên trục hoành, nó sẽ rơi vào 4 đúng không? Tiếp theo gióng lên trục tung ạ. Gióng lên trục tung tức là gióng lên trục OY. Chúng ta nhớ gióng ở đây là gióng vuông góc nhá. Thì nó sẽ rơi vào đúng điểm 1. Như vậy điểm E sẽ có tọa độ là 4, 1. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể xác định tọa độ của một điểm trên hệ trục tọa độ. Về sau thì cái việc làm này là chúng ta phải làm rất là thường xuyên. Sau này thì lên học kỳ 2 của lớp 7 hay là lớp 8, lớp 9 thì chúng ta sẽ làm việc này rất là nhiều lần. Vì vậy mà cô yêu cầu chúng ta là sẽ phải luyện tập đi, luyện tập lại cái việc làm là xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Và để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hệ trục tọa độ thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập áp dụng. Bài tập thứ tư, cho mặt phẳng tọa độ OXY xác định tọa độ các điểm A, B, C, D. Ở đây thì người ta đã vẽ cho chúng ta một cái hệ trục tọa độ rồi và vẽ cho chúng ta các điểm A, B, C, D rồi. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là phải đi xác định được xem là điểm A có tọa độ bao nhiêu, điểm B có tọa độ bao nhiêu, điểm C và điểm D cũng như vậy.
Tức là chúng ta phải đi xác định tọa độ của 4 điểm này. Và để xác định được tọa độ thì chúng ta nhớ rằng tọa độ của một điểm thì bao gồm có tung độ và hoành độ. Bao giờ chúng ta cũng viết hoành độ trước, tung độ sau đúng không nào? Chẳng hạn như điểm A này. Điểm A này có tọa độ thì chúng ta đóng mở ngoặc này, viết hoành độ và tung độ vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ xác định như sau. Bằng cách là để xác định được hoành độ thì chúng ta sẽ lấy điểm A gióng vuông góc xuống trục hoành. Từ điểm A này kẻ vuông góc xuống trục hoành. Và chúng ta nhớ trục hoành chính là trục OX nha. Thì chúng ta thấy rằng từ A kẻ vuông góc xuống trục hoành nó chính là điểm số 3. Như vậy 3 chính là hoành độ. Tiếp theo, để xác định được tung độ của điểm A thì từ điểm A chúng ta cũng kẻ vuông góc lên trục tung. Từ A kẻ vuông góc lên trục tung. Chúng ta cũng ra được điểm số 3. Như vậy thì tung độ của điểm A cũng là 3. Chứng tỏ rằng điểm A có tọa độ là 3 3. Tiếp theo điểm B cũng tương tự như vậy ạ. Điểm B của chúng ta ở đây. Để xác định được hoành độ thì chúng ta sẽ gióng vuông góc từ điểm B xuống trục hoành. Nó sẽ rơi vào điểm số 4. Tiếp theo ạ, từ B kẻ vuông góc đến trục tung để xác định được tung độ của nó. Nó sẽ rơi vào số 1. Điểm C nằm ở đây. Để xác định được tọa độ điểm C thì chúng ta cũng sẽ gióng vuông góc xuống trục hoành và gióng vuông góc lên trục tung. Gióng vuông góc lên trục hoành thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ rơi vào điểm âm 2. Như vậy hoành độ bằng âm 2 này. Tiếp theo gióng vuông góc lên trục tung thì chúng ta sẽ thấy rằng tung độ bằng 2. Như vậy hoành độ bằng âm 2 và tung độ bằng 2 dẫn đến điểm C của chúng ta sẽ có tọa độ là âm 2, 2. Chúng ta lưu ý là bao giờ cũng viết x trước y sau. Tức là tung hoành độ viết trước, tung độ viết sau. Và cuối cùng là điểm D. Chúng ta cũng gióng vuông góc lên hai trục tọa độ. Trước hết là trục hoành này, gióng vuông góc lên trục hoành. Thì nó sẽ rơi vào điểm dương 1. Tiếp theo gióng vuông góc lên trục tung. Sẽ rơi vào điểm âm 2. Như vậy điểm D của chúng ta có tọa độ là 1, âm 2. Và đây chính là lời giải cho bài toán này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán số 5. Bài toán số 5 của chúng ta có đề bài như sau. Xác định trên mặt phẳng tọa độ các điểm sau. Điểm M có tọa độ 1, âm 2. Điểm N có tọa độ 2, 3. Điểm P có tọa độ âm 1, âm 1. Và điểm Q có tọa độ là 0, 4. Ở bài này thì chúng ta thấy nó khác với bài tập trước. Ở chỗ là bài tập trước thì người ta sẽ cho sẵn các điểm trên mặt phẳng tọa độ rồi. Và yêu cầu chúng ta đi tìm tọa độ của nó. Tức là yêu cầu chúng ta đi tìm các cái bộ số này. Đấy. Nhưng bài này thì lại ngược lại. Bài này người ta cho sẵn các tọa độ rồi. Cho sẵn các tọa độ. Tức là cho sẵn các bộ x, y rồi. Nhưng người ta lại yêu cầu chúng ta là tìm các cái điểm đấy trên mặt phẳng tọa độ này. Tức là chúng ta phải tìm xem là những cái điểm này thì tương ứng trên cái phần này nó sẽ là nằm ở đâu. Chúng ta sẽ chấm vào đó. Bây giờ cô sẽ làm như sau này. Thì cái cách làm của chúng ta cũng ngược lại so với cách làm của bài trước thôi. Chẳng hạn điểm M có tọa độ là 1, âm 2, tức là hoành độ bằng 1, tung độ bằng âm 2. Thế thì chúng ta xem là hoành độ bằng 1, tức là trên trục hoành. Trên trục hoành, lấy điểm có hoành độ bằng 1, số 1 này. Từ điểm 1 này, cứ gióng vuông góc này. Gióng vuông góc. Ở đây nếu mà chúng ta thấy nó âm thì chúng ta sẽ gióng vuông góc xuống dưới nhé. Gióng góc xuống dưới. Tiếp theo này, tung độ bằng âm 2, tức là từ trục tung này. Xem trên trục tung này, điểm nào có tung độ bằng âm 2? Chính là điểm âm 2 ở đây. Chúng ta cũng gióng vuông góc với trục tung. Gióng vuông góc với trục tung. Thế thì chúng ta sẽ thấy là hai cái đường này nó sẽ cắt nhau tại một điểm. Và điểm này chính là điểm M cần tìm. Đấy. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra lại rằng điểm M sẽ có tọa độ là 1 và âm 2 bằng cách là gióng ngược lại nhé. Thử kiểm tra lại này. M gióng lên trục hoành là 1 này. M gióng lên trục tung là âm 2. Như vậy M có tọa độ là 1, âm 2. Chính xác rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định điểm N xem nó nằm ở đâu. Điểm N có tọa độ là 2, 3. Trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào và hoành độ trước, nhìn vào x trước nha. X bằng 2. Nhìn vào trục OX xem điểm 2 nằm ở đâu. Đây, điểm 2 nằm ở đây. Từ điểm 2 này chúng ta phải gióng vuông góc với trục OX. Gióng vuông góc với trục OX. Nhưng chúng ta không cần phải gióng hết cả một đường vuông góc dài thế này đâu. Chúng ta chỉ cần gióng, chẳng hạn ở đây chúng ta thấy là số 3 đúng không? Thì chúng ta thử gióng lên trên này.
gióng đến số 3 thôi. Còn bạn nào mà không chắc chắn thì các bạn cứ gióng một lượt dài cũng được, nhưng mà nó hơi mất thời gian và hơi làm cho cái hình của chúng ta không được đẹp. Tiếp theo này, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn đến tung độ. Tung độ bằng 3 thì chúng ta cũng nhìn lên trục tung, xem điểm 3 nó nằm ở đâu. Thấy ngay điểm 3 nằm ở đây. Từ điểm 3 này gióng vuông góc với trục tung. Thấy hai đường thẳng này cắt nhau tại đâu thì nó chính là N. Điểm N của chúng ta có tọa độ 2,3. Bạn nào cần thiết thì bạn nào có thể ghi thêm 2,3 ở đây để chúng ta có thể dễ nhìn và dễ kiểm tra. Ở đây cũng vậy, các bạn có thể ghi tọa độ của nó vào luôn để chúng ta có thể dễ kiểm tra. Tiếp theo này, điểm P có tọa độ là âm 1, x bằng âm 1, y cũng bằng âm 1. Bây giờ chúng ta nhìn x trước nhá. Trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào trục OX. Cái điểm nào sẽ là điểm âm 1? Đây, điểm âm 1 đây. Gióng vuông góc với trục OX luôn. Bạn nào không chắc thì cứ gióng một đường rất là dài. Đấy. Tiếp theo, y bằng âm 1 thì trên trục OY, chúng ta cũng tìm một điểm âm 1, chính là điểm này. Và từ điểm này chúng ta gióng vuông góc với trục OY, cũng gióng một đường vuông góc với trục OY này. Thì chúng ta thấy rằng hai cái đường thẳng mà chúng ta vừa kẻ, hai cái nét đất nó sẽ cắt nhau tại đâu thì nó chính là điểm P. Đây chính là điểm P. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta để những cái đường nét đất này mà nó dài quá ấy, thì nó hoàn toàn không cần thiết, đúng không? Vì vậy chúng ta phải xóa đi những cái nét mà nó bị thừa ra. Thì ở đây chúng ta sẽ xóa ra những nét mà nó thừa. Đấy chính là lý do mà khi mà chúng ta vẽ hình ấy, thì chúng ta cần phải căn trước xem nó sẽ nằm ở đâu. Vừa vẽ xong lại vừa dự đoán thì hình của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, nó không bị thừa. Tiếp theo này, điểm Q có tọa độ là 0,4, x bằng 0, y bằng 4. Chúng ta nhớ nhé, cái đầu tiên bao giờ cũng là x này, cái thứ hai thì nó sẽ là y này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào trục x trước đã, trục OX này. Nhìn vào trục OX xem điểm 0 là điểm nào. Điểm 0 nó chính là trùng với điểm O, chính là điểm này luôn. Đấy. Như vậy thì từ cái điểm O này chúng ta kẻ vuông góc với trục OX. Từ điểm O kẻ vuông góc với trục OX nhá, thì nó chính là đường thẳng này đây, chính là đường thẳng OY. Tiếp theo, Y bằng 4. Y bằng 4 này, thì trên trục OY, chúng ta sẽ tìm cái điểm 4, chính là đây. Thì chúng ta xem là, sau đó chúng ta lại vẽ một cái đường thẳng vuông góc với trục OY đúng không? Vẽ một đường thẳng vuông góc với trục OY. Thì xem là hai đường thẳng này nó cắt nhau tại đâu? Cái đường thẳng đầu tiên của chúng ta là đường thẳng đi qua O và vuông góc với OX, chính là đường thẳng này này. Đường thẳng thứ hai là đường thẳng này. Như vậy rõ ràng hai đường thẳng này cắt nhau đã tại đây này. Đây chính là điểm Q của chúng ta. Sau đó chúng ta nhớ xóa những cái phần mà thừa ra. Nếu mà sau này các bạn làm quen rồi ấy, thì các bạn không cần phải vẽ các đường nét đất mà các bạn vẫn có thể xác định được tọa độ của các điểm này. Như vậy thì bài ngày hôm nay thì chúng ta cần phải lưu ý cho cô, đấy là chúng ta phải nắm được hai việc. Việc thứ nhất đấy là khái niệm về hàm số. Phần hàm số thì chúng ta cần phải biết thế nào là hàm số. Cho một cái bảng chúng ta phải nhận diện được cái bảng đó có phải là hàm số hay không. Và thứ hai đấy là nếu như cho công thức hàm số rồi thì chúng ta phải tính được cái giá trị y tương ứng, tức là giá trị fx tương ứng. Và phần thứ hai của buổi ngày hôm nay đấy là phần mặt phẳng tọa độ. Với mặt phẳng tọa độ thì chúng ta cũng làm cho cô hai dạng bài. Dạng bài thứ nhất chính là dạng bài của bài 4 này. Dạng bài này là yêu cầu chúng ta xác định tọa độ của các điểm, tức là cho sẵn hình rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần xác định tọa độ của các điểm thôi. Và dạng bài thứ hai thì lại ngược lại. Dạng bài thứ hai đấy là cho sẵn tọa độ các điểm rồi và yêu cầu chúng ta xác định các điểm đấy trên hình vẽ. Như vậy thì buổi học ngày hôm nay của chúng ta cũng kết thúc tại đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.